Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ ngày 22 tháng 4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, hôm nay hơn 10.000 trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi tại thành phố Đà Nẵng sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt đầu tiên. Cụ thể, từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4, ngành y tế thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai tiêm mũi 1 vaccine Moderna phòng COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi với 10.300 liều 0,25 ml. Đây là đợt tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 Moderna cho trẻ trong diện tiêm chủng, trong đó ưu tiên tiêm trước cho nhóm trẻ 11 tuổi đang học lớp 6. Việc tổ chức tiêm chủng được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu từ lứa tuổi lớn đến nhỏ, theo trường, theo địa bàn quận huyện. Để đảm bảo an toàn hiệu quả và theo dõi sát sao các phản ứng sau tiêm chủng, trong ngày đầu tiên triển khai, số lượng đối tượng được tiêm không quá 50 trẻ một buổi một bàn tiêm. Trước khi tiêm, phụ huynh hoặc người giám hộ phải thực hiện ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng theo biểu mẫu. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các quận huyện, thị xã khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động nhanh chóng, đầy đủ và thuận lợi. Theo quy định, phạm vi áp dụng là người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. Không hỗ trợ đối với người lao động không được đề nghị hỗ trợ. Trong trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần trong một tháng và không quá 3 tháng. Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp có mức hỗ trợ là 500.000 đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất đến ngày 15 tháng 8 năm 2022. Điều kiện được hỗ trợ cần có đầy đủ các yêu cầu như ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1 tháng 4 năm 2022. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động để nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Đêm qua, sau nhiều giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công tàu biển Aurivaling trọng tải 12.000 tấn đưa đến neo đậu khu vực an toàn, tránh nguy cơ đâm va vào cầu Hoàng Văn Thụ bắc qua sông Cấm, Hải Phòng. Trước đó, theo thông tin từ cảng vụ hàng hải Hải Phòng, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4, tàu Aurivaling 3 treo cờ Hồng Kông Trung Quốc chở sắt thép hàng đi từ Trung Quốc đang trong quá trình cập cầu cảng Hoàng Diệu làm hàng bị sự cố máy, tàu không thể lùi được. Thời điểm này nước thủy triều đang lên nên tàu bị trôi vào lan can bờ kè khu vực cạnh cầu Hoàng Văn Thụ, làm hư hại một phần kè và lan can công viên, điện chiếu sáng và hệ thống va sô của cầu. Đáng chú ý, tàu bị mắc kẹt tại khu vực này và có nguy cơ đâm va dầm cầu Hoàng Văn Thụ. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông trên sông Cấm và đường lên xuống cầu Hoàng Văn Thụ để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng Hải Phòng, do hệ thống kè quanh khu vực cầu Hoàng Văn Thụ để được lắp đặt hệ thống cao su giảm chấn nên mức độ thiệt hại của con tàu sẽ không lớn. Tuy nhiên, đơn vị chờ thông báo của cơ quan chức năng về xác định mức độ thiệt hại, đồng thời xác định rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục xử lý, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22 tháng 4, Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng diện rộng. Dự báo miền Bắc sẽ có nắng vào trưa chiều, nắng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thủ đô Hà Nội thời tiết có sự thay đổi rõ rệt từ se lạnh sang oi nóng, nhiệt độ cao nhất tăng dần từ 27 đến 30 độ C. Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối, kèm nguy cơ sấm sét, gió giật và lốc xoáy. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine để giúp đỡ nước này trong bối cảnh Nga đang tăng cường các hoạt động quân sự ở khu vực Donbass. Gói viện trợ quân sự mới nhất bao gồm các pháo hạng nặng, 144.000 viên đạn và máy bay không người lái hỗ trợ cho các lực lượng Ukraine trong bối cảnh chiến sự đang có xu hướng leo thang ở miền đông Ukraine. Theo ông Biden, hiện tại là thời điểm rất quan trọng của cuộc chiến vào Mỹ và cùng các đồng minh đang tiến nhanh nhất có thể để cung cấp thiết bị và vũ khí cần thiết cho Ukraine. Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Quốc hội chuẩn bị kế hoạch cung cấp thêm viện trợ cho Kiev khi 13,6 tỷ đô la Mỹ được Quốc hội thông qua vào tháng trước để hỗ trợ quân sự và viện trợ nhân đạo cho Ukraine gần như đã cạn kiệt. Nga tuyên bố tất cả nhân viên của các cơ quan ngoại giao các nước vùng Baltic, trong số đó có Estonia, Latvia và Litva, là những nhân vật không được hoan nghênh. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu các đại sứ quán của Latvia và Estonia cùng với các đại biện của Litva và chuyển cho họ công hàm phản đối vì các hành động không thân thiện của những nước này. Bộ Ngoại giao cũng thông báo các lãnh sự quán của Latvia, Litva và Estonia và ở Saint Petersburg cùng với lãnh sự quán của Latvia ở Pskov sẽ bị đóng cửa. Động thái này diễn ra không lâu sau khi một số quốc gia châu Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. Các quốc gia trục xuất các nhà ngoại giao Nga bao gồm Đan Mạch, Italia, Pháp, Thụy Điển, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác, trong đó có các nước vùng Baltic. Liên Hợp Quốc mới đây cho biết 20 triệu người ở vùng sừng châu Phi
có nguy cơ đối mặt với nạn đói nghiêm trọng đe dọa tính mạng trong năm nay. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh hạn hán tàn khốc nhất trong nhiều thập kỷ đang càn quét khu vực sừng châu Phi. Theo Liên Hợp Quốc, hạn hán kéo dài trong nhiều tháng qua đã phá hủy mùa màng ở Kenya, Somalia và Ethiopia, khiến khu vực này đang đứng trước bờ vực thảm họa nhân đạo. Tại Somalia, 6 triệu người tương đương 40% dân số có nguy cơ đối mặt với nạn đói trong những tháng tới. Ở Kenya, số lượng người cần hỗ trợ lương thực đã tăng gấp 4 lần trong chưa đầy 2 năm. Còn ở Ethiopia, tỷ lệ người bị suy dinh dưỡng cũng đã tăng trên ngưỡng khẩn cấp. Tình hình trở nên trầm trọng hơn do cuộc xung đột ở Ukraine, góp phần làm tăng chi phí lương thực, nhiên liệu và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang FED Jerome Powell khẳng định quyết tâm của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong việc giảm lạm phát và cho biết mức tăng lãi suất cao hơn thường lệ có thể xảy ra trong tháng sau. Mức tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm sẽ được Cục Dự trữ Liên bang xem xét trong phiên họp vào tháng 5 tới. Theo ông Powell, mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang là sử dụng các công cụ của mình để đưa nhu cầu và nguồn cung trở lại đồng bộ và để giảm lạm phát và làm như vậy mà không dẫn đến một đợt suy thoái kinh tế. Tuyên bố của ông Powell về cơ bản đáp ứng kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bỏ qua mức tăng 0,25 điểm phần trăm và nâng lãi suất cơ bản cao hơn để kiềm chế lạm phát đang gia tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 40 năm qua. Một số thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang, Ban điều hành của FED về thiết lập lãi suất đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 5 sắp tới ở thủ đô Washington DC. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 9 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, Thủ tướng Ba Lan cho biết hai vụ nổ khí mê tan tại một mỏ than ở miền nam Ba Lan cũng đã khiến cho 5 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Một chiến dịch cứu hộ cũng đã được triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, do hai vụ nổ xảy ra liên tiếp đã khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Hơn 20 người, bao gồm cả những người cứu hộ, cũng đã phải nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng. Các bác sĩ nơi chuyên điều trị bị bỏng và những nạn nhân của vụ khai thác mỏ cho biết một số bệnh nhân bị thương nguy hiểm đến tính mạng, bao gồm bỏng phổi và các vùng trên cơ thể. Ba Lan là quốc gia dựa vào than đá và đã nhập khẩu gần 70% nhu cầu năng lượng. Nước này cũng vấp phải sự chỉ trích từ Liên minh châu Âu và các tổ chức môi trường vì những lo ngại liên quan tới phát thải khí CO2 và biến đổi khí hậu. Hầu hết các mỏ than đều nằm trong khu vực phía nam Silesia. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã đề nghị gặp Tổng thống Nga và Ukraine trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Theo người phát ngôn của theo phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric, ông Antonio Guterres cũng muốn thảo luận các bước khẩn cấp nhằm mang lại hòa bình ở Ukraine cũng như là tương lai của chủ nghĩa đa phương dựa trên cơ sở hiến chương của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Ông Antonio Guterres cũng đã lên án hành động quân sự ở Ukraine và đã kêu gọi hai bên ngừng bắn trong 4 ngày nhân lễ phục sinh chính thống giáo từ thứ Năm đến Chủ nhật tuần này để có thể mở nhiều hành lang nhân đạo. Trong khi đó, thì người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đó là Maria Zakharova cũng cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chưa từng tìm cách để liên hệ với Tổng thống Putin. Phái đoàn của Nga và Ukraine tại Liên Hợp Quốc đều chưa đưa ra bình luận về lời đề nghị của ông Guterres.